Xin chào quý vị và bà con ngư dân. Hiện tại do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên tại khu vực Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông, trong đó có quần đảo Hoàng Sa thì vẫn duy trì gió đông bắc mạnh cấp 6 giật cấp 7 gây biển động sóng cao và không an toàn cho các đội hàng hải. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực giữa biển Đông thì cũng có gió đông bắc hoạt động mạnh hơn nhưng mà phổ biến ở vào mức cấp 5 giật trên cấp 5. Mưa rông chủ yếu xảy ra tại vùng ngoài khơi của miền Trung khiến cho tầm nhìn bị giảm thấp. Các vùng biển còn lại ở phía Nam, từ Bình Định trở vào cho đến Cà Mau, Cà Mau được Kiên Giang, Vị Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông trong đó có quần đảo Trường Sa. Gió Đông Bắc duy trì cường độ trung bình yếu, mưa rào và rông chỉ xảy ra vài nơi nên sẽ ít gây trở ngại cho con động trên biển của bà con ngư dân. Dự báo trong khoảng 2-3 ngày tới thì khối khí lạnh suy yếu dần. Do vậy, ở tại các vùng biển phía Bắc thì gió Đông Bắc giảm xuống từ 1-2 cấp. Riêng phía Đông Bắc của Bắc Biển Đông thì đôi lúc đạt cấp 6. Với các khu vực biển còn lại thì sóng gió sẽ có cường độ không mạnh nên các phương tiện tàu thuyền thì có thể lưu thông và hoạt động được bình thường. Và sau đây sẽ là dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Ở tại vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, thưa quý vị và bà con ngư dân, dự báo trong đêm nay và ngày mai thì cường độ gió Đông Bắc sẽ hoạt động giảm dần, chủ yếu hoạt động ở vào mức cấp 5, biển động nhẹ, trời nhiều mây nhưng mà mưa chỉ xảy ra vài nơi. Sang đến ngày 12 và ngày 13 thì gió tại đây sẽ tiếp tục giảm thêm về cường độ nên tình trạng biển ổn định trở lại và thuận lợi cho các đội hàng hải diễn ra trên khu vực. Ở tại vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ thì không có sự khác biệt nhiều so với vùng biển phía Bắc. Tại khu vực này từ ngày mai thì gió đông bắc sẽ giảm dần xuống mức cấp 5, độ cao sóng biển dao động từ 1,5 đến 2,5 m. Sau đó sang đến 2 ngày 12 và ngày 13 thì gió duy trì cường độ trung bình, mưa rông cũng giảm nhanh xuống diện vài nơi nên sẽ không ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động lưu thông trên biển của tàu thuyền xuống tới vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, bao gồm đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn. Dự báo trong khoảng 2 đến 3 ngày tới thì gió đông bắc sẽ hoạt động ở mức cấp 4 cấp 5, tình trạng biển bình thường. Độ cao sóng biển không vượt quá 2 m. Mưa xảy ra rải rác ở vùng ven bờ trong ngày mai, sau đó thì cũng sẽ giảm nhanh về diện và lượng nên sẽ thuận lợi cho các hoạt động đánh bắt của bà con ngư dân cũng như là du lịch biển trong 2 ngày nghỉ cuối tuần. lưu xuống phía Nam đến với vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận bao gồm đảo Phú Quý. Mưa rào và dâm chỉ xảy ra ở vài nơi, ở phần phía bắc của khu vực. Còn ở phía nam thì thời tiết phổ biến không mưa, ban ngày thì trời có nắng với tầm nhìn xa thông thoáng. Gió hoạt động theo hướng đông bắc đến đông có cường độ khoảng cấp 4 trong cả 3 ngày tới. Tình trạng biển khá ổn định và thuận lợi cho các động hàng hải diễn ra trên khu vực. Số tới vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau bao gồm đảo Côn Đảo. Trong đêm nay và ngày mai thì gió đông bắc cũng chỉ ở khoảng cấp 5. Sau đó sang đến ngày 12 và ngày 13 thì gió giảm xuống còn khoảng cấp 4 mưa xảy ra không nhiều nên bà con ngư dân có thể yên tâm tiến hành các hoạt động đánh bắt. Ngoài ra, những chuyến tàu đến với đảo Côn Đảo vào dịp cuối tuần này thì sẽ không gặp trở ngại do thời tiết hay là sóng gió. Sau tới vùng biển phía Tây, khu vực biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm đảo Phú Quốc và Thổ Chu, dự báo trong 3 ngày tới thì gió không mạnh và sóng biển cũng không cao. Thời tiết duy trì trạng thái mây thay đổi, mưa chỉ xảy ra vài nơi, tầm nhìn xa tốt, nên đây là thời điểm thích hợp cho các động khai thác cũng như là du lịch biển. Cũng tương tự như vậy, sang đến vùng biển Vịnh Thái Lan, từ nay cho đến hết ngày 13 tháng 11 thì cường độ gió chỉ khoảng cấp 3, cấp 4, nên tình trạng biển bình thường, độ cao sóng biển thì không vượt quá 1 mét. Thời tiết cũng ổn định và tầm nhìn thông thoáng, thuận lợi cho các hoạt động hàng hải diễn ra. Quay trở ra với khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, Dự báo trong 2 đến 3 ngày tới thì gió đông bắc sẽ giảm dần xuống mức cấp 5, riêng phía đông bắc của khu vực thì đôi lúc vẫn đạt cấp 6 nên tàu thuyền cần lưu ý khi mà di chuyển đến đây. Về tình hình thời tiết thì trên khu vực mưa chỉ xảy ra ở một vài nơi, à, nhiệt độ phổ biến dao động từ 24 đến 30 độ. Khu vực giữa biển Đông từ 10 đến 15 độ vĩ Bắc, trong những ngày sắp tới thì gió đông bắc sẽ duy trì cường độ cấp 4 cấp 5, sóng biển dao động từ 1 cho đến 2 m nên tình trạng biển bình thường. Trời tiếp tục ít mưa, ban ngày thì có nắng nên tầm nhìn xa tho thoáng. Nhìn chung thì thời tiết và tình trạng biển sẽ không gây trở ngại cho hoạt động đánh bắt xa bờ của bà con ngư dân. Cuối cùng như thường lệ là khu vực Nam Biển Đông, bao gồm khu vực ở phía nam của đảo Trường Sa, Huyền Trân và sông Tử Tây. Dự báo trong 3 ngày tới thì gió Đông Bắc vẫn hoạt động ở vào mức trung bình khoảng cấp 4, cấp 5 tình trạng biển bình thường. Thời tiết tại đây thì sẽ ít có biến động đặc biệt, mưa chỉ xuất hiện thoáng qua vài nơi và tầm nhìn tốt nên sẽ ủng hộ cho các độ hàng hải. Cảm ơn quý vị và bà con đã theo dõi bản tin thời tiết biển ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!